Với diện tích xấp xỉ 40.000 km2, đồng bằng sông Cửu Long được mệnh danh là vựa lúa, vựa cá của cả nước bởi sự màu mỡ từ những cánh đồng thẳng cánh cò bay được bồi đắp bằng phù sa của sông Mekong, hệ thống sông đứng thứ hai về đa dạng sinh học trên thế giới với gần 1.500 loài cá khác nhau sinh sống. Sản xuất nông nghiệp và đánh bắt nuôi trồng thủy sản là những lĩnh vực kinh tế chủ đạo của người dân vùng đồng bằng trù phú này. Sinh kế và văn hóa của các cộng đồng cư dân sống ở lưu vực sông Mekong có liên hệ mật thiết với các chu kỳ của dòng sông. Tuy nhiên, những thay đổi gần đây do điều kiện tự nhiên và do con người đang đe dọa nguồn tài nguyên nước và dòng chảy, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân sống tại lưu vực này. Do đó, việc khuyến khích cộng đồng địa phương bảo vệ môi trường, bảo tồn nguồn lợi thủy sản trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với mong muốn góp phần đưa ra một hình ảnh chi tiết hơn về sinh kế của người dân đồng bằng sông Cửu Long và nâng cao vai trò của người dân trong việc bảo tồn tài nguyên nước đối với đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung, dự án nghiên cứu tri thức địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long tại địa bàn ấp Vàm Nao, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang được Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước WICOT phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang triển khai từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013. 14 nghiên cứu viên tham gia dự án là những cư dân địa phương gắn bó mật thiết với sông nước. Ban đầu, dự án cung cấp các khái niệm, kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp họ tự thực hiện các hoạt động nghiên cứu, thu thập thông tin về kiến thức bản địa dưới sự hướng dẫn của cán bộ dự án. Những tri thức liên quan đến cuộc sống hàng ngày của họ như kinh nghiệm gieo trồng, đánh bắt thủy sản, lịch mùa vụ, đặc điểm vùng sinh thái đặc trưng đã được tư liệu hóa. Trong từng chuyên đề cụ thể, các nghiên cứu viên còn được cung cấp kỹ năng cần thiết như kỹ năng vẽ và mô tả các lát cắt ngang của khu vực nghiên cứu, sơ đồ hóa chuỗi thức ăn, lưới thức ăn nhằm phân tích các thành phần của hệ sinh thái tự nhiên, mối quan hệ giữa các thành phần đó và các tác động làm thay đổi hệ sinh thái tự nhiên. Đặc biệt, dự án hỗ trợ nhóm nghiên cứu viên một máy quay phim và hướng dẫn để nhóm tự minh họa cho những chuyên đề nghiên cứu và thực hiện một bộ phim về khu du lịch sinh thái nông nghiệp ấp Vàm Nao. Trải qua 10 tháng nghiên cứu, nhóm nghiên cứu viên đã mô tả chi tiết được 4 vùng sinh thái cơ bản tại địa phương, bao gồm vùng cồn trên sông, vùng đất trầm thủy, vùng đồng ngập theo mùa, vùng kênh rạch, tìm hiểu tập tính và mô tả đặc điểm của hơn 70 loài thủy sản tự nhiên, trong đó có rất nhiều loài có giá trị kinh tế cao như cá tra, cá ba sa, cá hô, đặc biệt là cá bông lau nổi tiếng. Đồng thời, nhóm nghiên cứu đã thống kê 29 loài thực vật tự nhiên tiêu biểu, trong đó rất nhiều loại có giá trị như thù lù, cỏ mực, gạc nai, được bà con sử dụng làm thuốc trị bệnh tại địa phương. 22 loại cây trồng chủ yếu, đặc biệt tại địa phương không còn canh tác lúa mà chuyển hoàn toàn sang trồng các cây màu như khoai cao, bắp, ớt có giá trị kinh tế cao hơn. Với 52 tuổi đời, 30 năm làm nghề cá, ông Phan Văn Hổ là một trong những thành viên tích cực của nhóm nghiên cứu tri thức địa phương ấp Vàm Nao. Hàng chục năm gắn bó với đồng ruộng sông nước, ông hiểu từng con nước lên xuống, am hiểu về các loài cá tôm ở địa phương. Trước thực trạng suy giảm nghiêm trọng của các loài thủy sản tại địa phương, ông Hổ luôn chăn trở với suy nghĩ làm sao để có thể gìn giữ và phát triển được nguồn lợi thủy sản quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng. Đó là động lực thúc đẩy ông cùng với các thành viên trong ấp tham gia nhóm nghiên cứu viên. Trong Vàm Nao từ hồi năm 2000 mà trở về trước á, là kể như là thuộc về cái hầm cá chứ không phải là nó sông. Từ năm 2000 trở về đây á, cái lượng cá giảm được có thể 80-90%. Nhiều người săn bắt cá cho nên là nó sinh sản là bởi vậy? Không kịp. Hồi thời gian trước á, cào á, cũng cào cá tự nhiên thôi, không có dùng điện, nó vô được nhiêu ăn nhiêu. Đâu có ai làm cái loại gì mà lưới cước bắt cá nhỏ. Bây giờ là cái gì nó cũng dùng điện hết. Cá nó không thể nào mà thoát khỏi nó. Nữ già nó quá khứ cỡ bắt. Thằng dấn đặt nè, nó bắt tàn sát nè. Nó bắt kể như là ngày đêm, kể như có nước là con cá lội vô hoài, vô tới rồi. Mà cá toàn bộ là cá trứng thôi. Mọi người thì mấy thao vậy. Mà hỏi gì chứ mấy thao đó đẻ ra bao nhiêu thao. Nữ già cái này là quỷ diệt đó. Chắc có khoảng chừng 10 năm nữa những đứa em cháu nó lớn lên chắc nó không biết mặt mấy con cá hiện giờ. Đúng rồi. Nói vô trong tâm tôi là tôi ham cá nhiều để cho thế hệ mai sau này nó còn có ăn con cá này con cá kia nó biết.
chứ cái dạng mình là biết hết rồi, nhưng mà sau này mấy nhỏ coi chừng không biết con cá đó con cá gì, thấy cũng tội nghiệp. Theo Tổ chức Sông Ngòi Quốc tế, Trung Quốc đã xây dựng 5 con đập trên bậc thang thủy điện tại thượng lưu sông Mekong. Chính phủ Lào cũng đã thông báo đến các quốc gia trong Ủy hội sông Mekong về việc xây dựng 2 con đập Sayaburi và Don Sahong trong số 12 dự án của bậc thang thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mekong. Những dự án này có thể thay đổi chế độ thủy văn của dòng sông, chặn đường di cư của cá và đặc biệt làm suy giảm lượng phù sa đến hạ nguồn. Lũ nhỏ và về chậm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng chục ngàn hộ nông dân sống ở hạ lưu, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long. Từ hàng trăm năm nay, với nguồn phù sa màu mỡ, người dân đã biến đồng bằng sông Cửu Long thành vựa lúa của cả nước. Những năm gần đây, dự án bao đê được đẩy mạnh nhằm kiểm soát lũ hoàn toàn, cho phép người dân trong vùng sản xuất 3 vụ trong một năm và đa dạng hóa sản phẩm đầu ra với những sản phẩm trồng trọt có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, không thể không nhắc đến những tác động bất lợi tiềm tàng như chất lượng nước tại một số vùng sẽ xấu đi khi những con kênh bị bế lại, sự sụt giảm về độ màu mỡ của đất do việc hạn chế lắng đọng phù sa. Với lịch canh tác dày đặc, việc lạm dụng quá nhiều sản phẩm hóa học như thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật và đặc biệt là phân bón là không thể tránh khỏi. Hệ quả tất yếu là chất lượng đất và môi trường nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, nguồn thủy sản tự nhiên bị giảm sút đáng kể do cá không còn nơi cư trú và sinh sản vào mùa nước lên. Dân số tăng dẫn đến nhu cầu về lương thực thực phẩm tăng dần đều và nhu cầu về tiêu dùng chất lượng cuộc sống đang ngày một được đặt ra cao hơn. Một số bà con ở tại địa phương để đảm bảo cuộc sống buộc phải tham gia vào các hình thức đánh bắt không có lợi đối với nguồn thủy sản tự nhiên cũng như môi trường. Hiện tại, những ngư cụ đánh bắt thô sơ quy mô nhỏ đã gần như được thay thế hoàn toàn bằng các ngư cụ đánh bắt mang tính hủy diệt như cào điện, xung điện, giớn, lưới mắt nhỏ. Mùa lũ này gì là hình thức đặt giớn là phổ biến nhất trong địa bàn mình, khoảng chừng cỡ 10-15% hộ đặt giớn. Ở đây là chủ yếu là đi triệt điện nhiều. Cách đây là khoảng chừng 2 tháng trước đây thì cái thứ nhất là triệt bắt cá ổ. Cá ổ tức là con cá lóc á. Cá lóc nó mới đẻ ra cái ổ, cái trứng nó còn đen á, nó chưa có đỏ. Thì họ dạch nó thấy cái trứng rồi, thì lúc nào là trong cái trứng đẻ ra rồi thì cũng có 2 con cá. Con cá bố và cá mẹ, 2 con nó giữ cái ổ trứng vậy. Thì khi họ thấy ổ trứng đó là dùng cái xung điện chích vô là bắt 2 con. Như vậy là cái ổ trứng này là toàn bộ những cái con cá lớn khác nó ăn hết, là hủy diệt. Hoặc là nó chưa nở thì ổ trứng này cũng thối hết vì do điện. Việc đánh bắt hàng loạt và tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi đã khiến các loài cá giảm số lượng từ 70-80%, thậm chí một số loài giảm tới hơn 95%. Giảm nhiều nhất là cá hô, cá sử, cá đuối, cá leo, cá lăng. Đặc biệt cá hô, cá đuối hầu như không còn xuất hiện. Ừ, cái thời mà anh làm nghề cá đó là lúc đó anh nhiêu tuổi? 30 tuổi biết làm. 30 tuổi mà mình cho tới bây giờ luôn đó hả? Rồi bây giờ ông thấy rồi cái lượng cá nó giảm như thế nào, phụ năm nào mà nó giảm tới bây giờ? Giờ cá này thì bây giờ nó giảm hơn lúc trước dữ lắm. 2 ngàn lại giờ đây nó có thể là nó giảm cũng phần nữa. Hiện bây giờ nó có cái gì mà gọi là bắt tiệt chủng? Cào điện, cái nào đó là tiệt chủng. Con hồ cá đuối rồi đó, 7-8 năm nay là không nghe ai bắt được con cá đó ở cái sông Dầm Nao này. Cái dưới bùn thì cỡ lưới nó nhỏ, còn cái thí dụ như cá sủ nè, cá đuối nè, cá bông lau nè, cái lưới bùn mà bản thân nó không bắt được những con cá này, nhưng mà tại sao nó cũng giảm? Cái lưới mùng á thì con cá nó mới đẻ thì nó bắt rồi. Cá lông con, cá linh như là con cá bóng, con cá này cái nọ. Anh thì có ý thức rồi, anh biết cái biện pháp nào mà làm sao mà cho anh em ta nhận thức được. Trộm xóm thì nói được, chứ đối với số lượng người đánh bắt thì việc này mình cản không được. Bởi vì cái dân số mình càng ngày càng đông, cái nhu cầu thì cái nghề sống của người ta mà. Cái đó mình cản không được. Nhưng mà mình có phải cùng nhà nước để mà đẩy đuổi những cái việc đánh bắt cá vô ý thức, như là điện, mùng, rồi bên cạnh đó thì mình cũng phải là cùng với nhà nước để mình thả cá về bản địa để tạo nguồn lại. Giờ còn cái phương pháp đó mới cá nó mới còn, chứ giờ thả lỏng rồi bắt giết thì cũng hết.
những thay đổi đó, địa phương đã có những hoạt động thiết thực để cải thiện tình hình, tiêu biểu như hoạt động thả cá diễn ra quy mô lớn vào tháng 2 hàng năm và diễn ra với quy mô nhỏ hơn, rải rác quanh năm. Hoạt động đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của chính quyền người dân không chỉ ở xã Tân Trung mà còn ở các địa phương khác. Cùng với đó, mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp là hình thức mới phát triển tại ấp Vàm Nao từ đầu năm 2012 nhưng đã mang lại những hiệu quả tích cực. Người dân địa phương không chỉ được tăng thêm thu nhập mà còn nâng cao ý thức bảo tồn nguồn lợi thủy sản, quảng bá hình ảnh đẹp của địa phương tới du khách gần xa. Tham gia vào cái mà nghiên cứu tri thức địa phương để mà bảo vệ về cái nguồn tài nguyên cá, cái hệ sinh thái và để cái nguồn tài nguyên ở ấp được mà tồn tại, chúng ta cũng phải cùng nhau để mà bảo vệ cái tài nguyên cá ở tại địa phương chúng ta. Qua cái quá trình nghiên cứu về cây trồng thiên nhiên, hệ sinh thái là mình tìm hiểu. Mình biết hồi xưa nay là con cá như thế nào, bữa nay như thế nào, mở mang được cái sự học hỏi của mình. Điểm thứ hai thì cũng có lợi ích cho xã hội. Thì cũng nhờ nằm trong cái nhóm nghiên cứu chức địa phương mà tôi đã am hiểu được cái lịch sử của ấp mình. Và cũng đồng thời là biết được các cái loài cá và biết là bảo vệ được cái nguồn lợi thủy sản. Những tri thức được các nghiên cứu viên tìm hiểu và thu thập là thành quả đúc kết của một quá trình lâu dài và được toàn thể cộng đồng địa phương công nhận và có ảnh hưởng to lớn đến nhận thức của người dân. Mặt khác, những thành viên của dự án nghiên cứu tri thức địa phương với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương đã và đang nỗ lực tuyên truyền sâu rộng hơn nữa những thông tin bổ ích, những kiến thức quý báu. Từ đó góp phần giúp cộng đồng nhận thức rõ các nguyên nhân tác động đến sinh kế của chính những người dân tại địa phương và nâng cao ý thức bảo tồn nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường. Kết quả nghiên cứu sẽ được chia sẻ rộng rãi và sử dụng để đóng góp cho các hoạt động thúc đẩy sử dụng bền vững tài nguyên nước và an ninh lương thực ở đồng bằng sông Cửu Long.